Mới đây, trong một rao, bức hình chụp một nam sinh được dân mạng trầm trồ khen ngợi hết mực. Lý do đơn giản bởi anh chàng này có nhan sắc khá giống với nam ca sĩ nổi tiếng Sơn Tùng mờ thành phố. Anh bạn có góc nghiêng mặt thần thánh với sóng mũi cao, bờ môi hay cái cằm và mái tóc đều có nét hao hao giống nam ca sĩ quê Thái Bình. Chàng trai có nét hao hao giống Sơn Tùng mờ thành phố. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau, đa phần đều muốn xin danh tính và nhìn được nhiều bức hình của nam thanh niên trên. Góc nghiêng thần thánh quá, con gái mà nhìn cũng phát mê đôi môi của bạn này. Giống môi ca sĩ lại còn đẹp nữa chứ, mắt đẹp, mũi đẹp, cằm đẹp, cả gương mặt đều đẹp, một dân mạng viết. Chàng trai được chú ý đó là Lâm Tú, sinh năm 2001 và vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Em hoang mang lắm vì bỗng đâu có hàng trăm lời mời kết bạn vào Facebook mình. Ngoài ra còn có cả tin nhắn hay bình luận nữa. Rồi vô tình em thấy được bài Sare có hình em trên dài fanpage. Em bất ngờ quá đổi vì bỗng nhiên được so sánh với anh Sơn Tùng mờ thành phố, anh chàng 18 tuổi hồn nhiên chia sẻ. Thích thú vì được khen là đẹp trai giống Sơn Tùng, song Tú cũng khá lo lắng vì được chú ý nhiều chỉ bởi giống với một ai đó. Em cũng sợ thành cái bóng của ai đó lắm. Em thật sự không thích mấy câu kiểu bản sao của Sơn Tùng, hoặc sao bạn này giống Sơn Tùng ghê chưa lắm. Bình thường bên ngoài cũng có vài người bảo em đôi khi nhìn giống ca sĩ Sơn Tùng. Em cũng xem như đó là một lời khen thay vì cho là bị nói giống. Vui thì vui nhưng đôi khi hơi ngại thật sự, Lâm Tú chia sẻ thêm. Xem thêm một số hình ảnh của anh chàng Lâm Tú. Đúng là đẹp trai quá đi mất.